hình ảnh với lại video mà tất cả các nhà khoa học á, người ta đã thu thập trước đây về cái bề mặt của sao kim nhưng thật sự đây là những cái hình ảnh thu thập rất là mờ và hoàn toàn không phải chính xác ngày hôm nay thì lê thái sẽ coi cho quý vị xem những cái hình ảnh mà chưa từng được công bố và mới nhất của à, tất cả các nhà khoa học người ta vừa mới thu thập được ở trên à, bề mặt của sao kim và gửi về trái đất và đây là những cái thông tin vô cùng thú vị trong ngày hôm nay mà lại thấy nghĩ rằng là mà quý vị nào mà chúng ta mà đam mê những cái kiến thức về à, không gian hành tinh này nọ thì quý vị sẽ rất là thích thông tin này thưa quý vị. À kính thưa quý vị, bề mặt của sao kim thường bị che khuất khỏi cái tầm nhìn do à, những cái đám mây rất là dày nó che khuất tầm nhìn của mà để chúng ta quan sát sao kim. Nhưng Parker Solar Probe của NASA đã chụp được những cái hình ảnh rõ ràng nhất về bề mặt của hành tinh này à, và những bức ảnh đã khiến các nhà khoa học phải vô cùng sửng sốt thưa quý vị và người ta vô cùng vui vui mừng vì chụp được những cái bức ảnh này. Những cái hình ảnh này là ánh sáng nhìn thấy đầu tiên về bề mặt sao kim từ không gian đã được tàu thăm dò mặt trời Parker của NASA chụp lại và nó có thể giúp cho các nhà nghiên cứu người ta à, chép lại những cái bí ẩn của hành tinh xa xôi mà trong những năm qua nó chỉ là những cái bí mật nhỏ và những cái suy đoán thôi. Tàu thăm dò mặt trời Parker của NASA đã được phóng vào năm 2018 và nó giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về mặt trời. Tuy nhiên thì theo NASA, tàu thăm dò này khi mà đi qua cái bầu khí quyển của mặt trời và gần bề mặt của mặt trời hơn bất kỳ cái vũ trụ nào trước đó thì nó sử dụng cái lực hấp dẫn của sao kim để dần dần quay quanh mặt trời. Và khi đi ngang qua sao kim thì cái tàu thăm dò này đã chụp được những cái hình ảnh chưa từng thấy về hành tinh sao kim và sử dụng máy chụp ảnh thường trọng à, à, viết tắt là WISPR tàu thăm dò này có thể quan sát sau kim bên dưới bầu khí quyển dày của hành tinh này và do cái bề mặt của sao kim thường bị che khuất khỏi tầm nhìn do những cái đám mây dày, thành ra những cái bí mật uh, những cái bức ảnh này là những cái bí mật mà được hé lộ trong cái thời gian uh, gần đây uh, mà tất cả các nhà khoa học người ta vô cùng vui mừng thưa quý vị. À kính uh, thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết thì sao kim là vật sáng thứ 3 uh, trên bầu trời, nhưng cho đến gần đây thì chúng ta chưa có nhiều thông tin về cái bề mặt trông như thế nào của sao kim và tầm nhìn của chúng ta về nó thu về của nó quá hạn hẹp uh, trong những cái năm vừa qua. À, và thông qua tàu thăm dò này thì có thể chụp toàn bộ cảnh đêm của sao kim theo bước sóng của quang phổ khả biến và điều này đã tiết lộ được những cái hình ảnh ngoạn mục về bề mặt trên sao kim và theo cơ quan nasa người ta mới đây đã tiết lộ những cái hình ảnh trong một cái đoạn video được đăng tải trên kênh youtube của nasa và quý vị nào mà chúng ta muốn xem cái video này có thể là chúng ta lên youtube và chúng ta coi thì những cái hình ảnh này cho thấy rằng là cái ánh sáng mờ trên bề mặt của hành tinh sao kim sự phát sáng này cho thấy các đặc điểm riêng biệt như là những cái vùng lục địa đồng bằng và thậm chí có cả cao nguyên ở trên sao kim thưa quý vị và các nhà khoa học vô cùng vui mừng vì à, cái tàu thăm dò Parker này làm tốt cái công việc và thu thập được những cái hình ảnh vô cùng có giá trị à, thưa quý vị. À, sao Kim là một trong những nơi mà người ta nhận định nó là một nơi có cái thời tiết khắc nghiệt, trong khi trái đất của chúng ta là một cái nơi có thời tiết tốt và giống như một cái ốc đảo để cho loài người sinh sống. Thì Sao Kim có vẻ nó lạnh hơn và điều này giúp các nhà nghiên cứu người ta hiểu rõ hơn về những gì mà Sao Kim đã tạo ra à, và những cái suy luận của chúng ta về Sao Kim trong quá khứ. À, khoảng cuối thập kỷ này thì dự kiến sẽ có thêm nhiều cái tàu vũ trụ khác người ta hướng tới Sao Kim và NASA có thêm hai sứ mệnh được lên kế hoạch cho sao kim là Da Vinci và Wetress và cả hai sứ mệnh này kỳ vọng sẽ uh, chụp được cũng như là lấy được những cái mẫu và hình ảnh của bầu khí quyển của sao kim về cho tất cả các nhà khoa học và hoàn thành cái sứ mệnh đặc biệt này và trong tương lai gần thì chúng ta sẽ biết được thêm nhiều cái chi tiết về hình ảnh của uh, sao kim trong tương lai và không biết rằng là sao kim mà là người chúng ta có có sinh sống được trên nó cho chị như vậy? Dạ, yeah, cái đó thì vẫn còn đang trong khảo sát và cũng hy vọng một ngày nào đó thì uh, những người mà làm về nhà khoa học ở trên không gian có thể tạo ra một cái trái đất khác để cho mình có thể lên đó mình sống được. Nếu mà trái đất mình có chuyện gì xảy ra phải không thay?